Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã tiếp tục tiếp nhận và vận chuyển miễn phí chuyến hàng cứu trợ người dân bị ảnh hưởng do bão số 3 tại các tỉnh khu vực miền Bắc. Ngoài chính sách miễn phí cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và các phí liên quan, các chuyến hàng cứu trợ được đặt giữ tải ưu tiên trên chuyến bay từ các sân bay trên cả nước đến sân bay nội bài Hà Nội, Cát Bi, Hải Phòng, Vinh, Nghệ An, Thọ Xuân, Thanh Hóa, Vân Đồn, Quảng Ninh, Điện Biên. Thì Vietnam Airlines đã ngay lập tức chủ động uh, triển khai uh, vận chuyển uh, hàng hóa cứu trợ miễn phí uh, trên các cái chuyến bay của Vietnam Airlines Group bao gồm có Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco để vận chuyển hàng hóa kịp thời đúng lúc đến uh, tay của những uh, bà con uh, vùng biển đang bị chịu ảnh hưởng của lụt bão cá nhân đơn vị mong muốn vận chuyển hàng hóa hỗ trợ khắc phục bão lũ đến các tỉnh miền bắc thời gian này có thể liên hệ thông qua các cơ quan tổ chức nêu trên để được miễn cước vận